để giúp nó. Đây giáo chủ, tức là câu hỏi của mày, tức là bây giờ sau khi chia tay bạn gái hơn thì mày bê đê, thì mày nhận ra là mày đang tỏ ra cute với mấy thằng cùng nhóm, thì mày đang đéo biết phải làm như nào cả, vì mấy thằng bạn mày nó nhận ra là mày bất ổn vãi luôn rồi. Thì bây giờ mày đang hỏi tao đúng không? Mày phải nói thật chứ, còn đéo có thằng bạn lồn nào ở đây hết. Đi mẹ mày, tao mà có một thằng bạn bê đê như mày thì đi mà ngay cái sau giây phút đến nó đéo còn là bạn tao nữa rồi, chưa cần đến cái lúc mà đi mà mày phải donate lên để mày hỏi tao, hỏi lắm luôn đi. Đi mà mày chắc chắn là mày đừng điêu đi mà. Thế là thôi em ạ, đầu tiên là nói về cái việc đấy thì cũng phải xem nhà nhà nữa. Nếu như mà nhà đấy ông bà già bây giờ nhà có hai thằng địt mẹ thì thôi, thích thì bê đê. Thế nhưng mà địt mẹ nếu như mà thử nhìn em ở nhà bây giờ có một bà chị chẳng hạn, hay là có một con em gái, hay đơn giản ở đây là nhà có mỗi một mụn con thì thôi đừng bê đê, khổ lắm thật đấy. Địt mẹ nhiều khi nó buồn cười vãi lồn ra đấy, chỉ biết trả lời như thế thôi, đéo biết đâu phải miêu tả như nào hơn luôn.